tan quang hết trơn này, người ta cắt cỏ sạch sẽ bạn ơi. Cái bẫy mình ở đây nè, người ta không lấy các bạn. Okay. Còn bẫy bây giờ chỗ khác ấy. Con chuột mất tiêu bạn ơi, chuột mất tiêu rồi. Trời ơi là trời, có lỗ hôn trên phành bó tay rồi. Mã nhỏ Bình Trần rất vui khi được phục vụ cả nhà nha. Lời nói đầu tiên xin phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Mời cả nhà đi theo chân mình thăm bẫy bạn ơi. Đồng hành cùng với mình hôm nay thì gồm có Nhí nè bạn, Xin Săn Bắt Vlog á, hai anh em đi cuốn bẫy về. Thì hôm sau có đi đặt thêm ngựa giỏ nha bạn, đặt lại ngựa giỏ thì mình đâu khoảng 15 cái vậy, nó cũng vậy nha bạn. Đây là cái bẫy đầu tiên của mình nha. Đồ nghề của mình hôm nay thì còn có ít chuột các bạn. Chuột của mình tự ta mình kiếm, có mấy chuột cành cành mở không luôn, chuột mập, ít lúa. Ơi ruồi bay bạn ơi, thấy ruồi bay bay rồi nè, cái mùi vậy. Đầu tiên là chắc có mùi vậy bạn ơi. Y ra còn chuột còn. Cái bẫy này, cái bẫy mình đặt cuối cùng các bạn. Hồi nãy mình có lấy thêm ngựa vỏ nữa, mình lấy 10. Trời ơi thiệt, chết thiệt bạn ơi, rắn chết sình. Mình có lấy thêm ngựa vỏ nữa bạn, là 12 cái nữa, đặt từ sáng tới giờ nha bạn. Giờ này khoảng 11 giờ rồi. Rồi mình mới là thăm cái bẫy này, là cái bẫy đầu tiên, là cái bẫy cuối cùng hỏi mình đặt nè. Thăm ngược trở lại nha bạn. Ok, tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay cho bạn xem nha, cái đầu tiêu thú quắc này. Nó la trong đó có chỉ lắm rồi bạn ơi. Vậy là chúc mừng nha. Anh thú quắc em phải có hốt hàng chứ, đem anh lưng đi. Có tức là thấy phái bạn ơi. Đi săn bắt mà. Trời ơi nó như chuột đó nè. Trời ơi có hạnh nữa nè Nhí. Ơi ơi. Nhí bằng chuột nó ngon ngon thôi mà. Chuột nó ngon. Em đâu còn cả mười mấy con chuột hết trời. Có cứt thì đem ra đây, hồi hộp muốn chết đang chờ nãy giờ nè. À. Mình chứ có con nào chứ. Có nó hốt hạng đem cứt ra. Cứt nặng không? Nặng không? Cũng được ha. Có hàng là được nè, có cứt bên hông gốc nào á. Ok. Thôi mình tắt máy úp hỗ trợ bắt cho nó nha bạn. Có hàng là được rồi. Vui rồi. Vui rồi nghe. Một chú đó đó. Cái thứ hai của mình nha bạn. Quẹ vô quẹ vô. Cho Nhí nó hên tay nó hút mình con cho có mùi hành coi. Nhìn mặt coi. Có hàng à? Trời 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 thiệt không à. Đâu đâu coi coi. Mở lên coi. Trời trời anh Bình mà mày. 1 2 3 chuẩn bị. Mà cho nó cái thúng cái bóp cắm đầu xuống đó nè. Có hàng có hàng. Có hàng. Có cứt có cứt. Có cứt mà cứt dưới này nó nè. Phải là phân. 1 đốm 2 đốm 3 đốm. Có người tôi có ý mà đừng có nói cứt. Mình cũng quen mà nó cứt không nè. Lại đây. Ơi con này cũng chẳng nhỏ hơn con ông chứ đâu có bự hơn. Bầy nó đó. Con ta đẹp trai không mày ơi? Ừ đúng rồi. Anh bắt con mẹ chưa? Em bắt con anh đi. Rồi lên đường nha bạn. Lên đường tới cái tiếp theo nha. 2 cái là có mùi hành rồi. Có lý. Thấy bẫy chưa? Hút rồi. Có hàng hả? Cái nhỏ nhà hều mà sao có hàng ta? Bời thấy ngon các bạn ơi. Mình đặt khu này là khu khác nữa nha. Khu khác với khu nãy mà khu này mình đặt 3 cái, nó đặt 2 cái. Cũng thí nghiệm thôi mà. Ồ, cũng có hàng chứ. Sao mà chút nửng nưng không vậy ta? Em bé tí tẹo tẹo. Chạy cái chiếc này bắt cái nhỏ chứ sao nó không bận. Vậy đi, vậy đi. Ừ, đúng rồi. Hello. Trời ơi. Mình 3 cái 3 con rồi đó bạn. Cái con đầu tiên chết queo mình không nói nha. Vậy là 2 cái này nó dính liên tục luôn mới nay trời. Ôi 7-8 ly. Trời trời Ôi cái thuốc này nó chuột còn cứng ngắt luôn. Mở tôi đắng nha anh. Bẫy ra cái lưỡi 7-8 ly của mình nó mềm mà nó bóp nhẹ cái muốn liệt hôm luôn trời. Ở trời đúng là bẫy của mình nó không tiếc, thương tiếc chơi không nổi rồi. Ồ, không hành đỏ bạn ơi, không hành nâu nè, thấy không? Bẫy của anh với của em đâu. Bởi vậy, nó bóp cái. Nói chung mình mua mấy cuộn lưới như thế này bạn thấy cuộn này ưng bụng nè. Còn cái cuộn xét á thì mình với anh Tư chia đôi, thằng đi đôi bây giờ nó cũng còn một cái bẫy, hai cái bẫy à, chứ không còn nhiều bạn ơi, nó ghịu hết rồi. Cái bẫy này chất lượng nè. Bẫy này mình làm hai cuộn. Rồi lưới 1/2 một làm một cuộn mà nó hơi bóng bóng. À, cái cuộn phân xét thì hai anh em mình với anh Tư chia đôi. Để riêng. Cái tiếp theo của mình mọi người. Hồi hộp và chờ đợi nha. Hồi hộp quá. Tới cái bẫy rồi, hồi hộp. Đây nè, phải giấu đây nè. Đừng nó mất cái bẫy nha. Trời trời phải giấu kỹ lắm. Tại vì nó trống mà phải giấu kỹ cho mày. Nặng cái coi. Ai biết đâu, nó chưa dở đâu. Trời ơi nhẹ te, mày ơi chết tao rồi. Trời con chuột nó gã sát 80 kiếp rồi trời. Đừng của tôi cá nha. Hai điều tao chết hết trơn nè, chết chuột cái trơn nè. Chơi chơi mày đâu có tè mày. Hai điều. Rồi chơi mày luôn. Chơi mày luôn. Nếu mà tao cắn chết tao tính 3 con rồi. Chậu cà phê mày, chơi mày luôn mày. Gắn này, con này mà không chết chuột là lụm mày xịn. Rồi, đắp máy mọi người. Trời, còn lâu. Nó đặt nhiều mẹ mình có 2 cái à. Mình 15 nó 17 cái, nó đừng có hồng hơn mình. Nó phải có chục cái mới hơn mình nổi chứ. Gì, dính không? Đưa đây. Trời ơi, nặng ta. Trời ơi, con ngựa má ơi. Ở nữa bích lọc. Đây là khu vực mới của anh em mình bạn ơi. Thì cái này, khu này thì mình đặt có 2 cái, nghĩ đặt cái đầu tiên cũng là cái đầu tiên của nó nè. Dở đi còn dục luôn hả? Rồi tiếp theo tới cái tiếp theo của mình nha. Tới chú đó cái bẫy anh đó. Cá trò cà phê rồi ông Hằng ơi. Khui. Có không à. Hai anh em nãy kiến muốn xỉu luôn còn muốn banh luôn thôi. Có thì đem ra đây. Trời ơi. Đến thua lũi một cục trên xử lý. Sướng sướng sướng. Có thua cũng mãn nguyện đó bạn ơi. Con này cũng đâu có bự lắm đâu bộ. Nhì vậy bạn ơi. Mà nó làm thấy ghê. Rồi ấy thì đây nè. Ừ bắt giùm anh đi. Sướng sướng. Hay quá ha. Gia tài có 2 cái chim hôm, mình nãy bỏ đằng kia bắt đằng kia đã rồi. Bắt đằng kia chia sẻ chim hôm. Yên tâm. Con mài luôn. Nó khoái cái gọt mình này, nó chịu ra rồi. Trời ơi là trời, 300g dắt một chút. Thôi kệ có cũng mừng rồi. Sao rồi, 3 điều rồi đó. 3 điều, ăn nó vô. Cô chừng mày thua tao đó nghe nhí ơi. Rồi, tới khu vực mới của mình luôn bạn ơi. Khu vực mới nhưng mà địa điểm cũng nha. Mình còn khu này và thêm một khu nữa là hết nha bạn. Khu này mình đặt hình như 4 cái. Khu bên kia cũng 4-5 cái nữa là hết rồi. Khu này 4 cái, khu kia cũng 4 cái nữa. Địa điểm cũ, khu này thì địa điểm cũ, còn khu còn cuối cùng thì là địa điểm mới các bạn. Dở lên hết nghe cái bực một việc mình. Con chuột mất xác bạn ơi. Tan quang hết trơn này, người ta cắt cỏ sạch sẽ bạn ơi. Cái bẫy mình ở đây nè, người ta không lấy các bạn. Còn bẫy giờ chỗ khác ấy. Con chuột mất tiêu bạn ơi. Chuột mất tiêu. Rồi. Trời ơi là trời. có lỗ hôn trên phành, bó tay. Rồi đem về nhà mà cắt cho nó ngắn lại, tiếp tục sử dụng nữa các bạn. Ok, đi về nhà đi. Còn hai cái nữa rồi, hai cái cúng cùi ở khu vực này nó là hết nha bạn. Khu vực mới tinh cũng mới đặt thí nghiệm luôn. Nằm ở đâu mà trời. Ủa, rồi cái bẫy nằm trên này chả sẽ kỹ ta. Bạn, cái bẫy nằm trên này nè bạn ơi. Dục bỏ lên trên này. À chắc chó tha bạn ơi. Chó nó thai rồi người ta không lấy, người ta dục lên trên đó bạn. Nè, dấu chó tha các bạn. Ok mình cuốn các bạn ơi. Cha thầy có hai cái khu vực này mà tình hình như vậy là không ổn rồi. Rồi còn cái chết một tuốt một kia nữa bạn. Tình hình là chắc không ổn rồi, chắc có bốn con quá, 4 điều với nhí quá. Rồi đi ra ngoài đó được rồi. Nãy giờ có dính con nào nữa không bồ? Không. Vậy là mấy con rồi? 4 con. 4 con, mình cũng 4 con bạn ơi. À, lấy cái túi lưới gắn của anh ra cho khoe hành với các bạn coi. Vậy là hai anh em mình cà phê quê ha. Bắt tay cái coi, quê vui vẻ coi. Ok. Ủa, anh mấy con? Anh cũng 4 con, 4 hành không à. Trời ơi BG người ta có cái sợ tao không gian mà anh mày không lẽ mày đi gian mày mấy. Thì em lấy hai bịch gắn lên em căng ngang cái anh chụp hình ảnh coi, sát vô khuôn mặt á. Rồi, chúc cả nhà xem BG vui vẻ nha. Bye bye.